họ đang chuẩn bị thi công những cái đoạn này, hậu lan này nè, cái hậu lan của cái nhánh đường để mà nhập vào cái tuyến chính nè, ngay tại nút giao Tân Hội nè. Cái nhánh này là chính là cái nhánh đường mà ở ngoài quốc lộ A đổ vào theo đi theo cái nhánh này để mà trở về Trung Lương nha các bạn. Thì ở đây thì mình thấy là họ mới cắm những cái ống sắt nè, những cái ống trụ sắt này để mà lắp cái hộ lan nè ở hai bên đường nè. Họ đã cắm đúng rồi, nhưng mà chưa lắp những cái thanh hộ lan. Đoạn này thì chưa có thảm nhựa luôn. Đây cái mố cầu của lên chỗ nút giao Tân Hội, nút giao Cai Lậy nè. Đây họ mới xong cái công việc cấp phó đá dâm mà. Đây là cái nhánh đường dẫn để qua ga quốc lộ A nè, của nút giao Cai Lậy nè. Xe lưu đang lưu làng nè. Bây giờ thì mình sẽ di chuyển theo cái đường dẫn này, từ cái nút giao Cai Lậy ra theo đường dẫn này ra quốc lộ 1A, thì để xem coi cái khu vực của mà họ đang xây dựng trạm thu phí và nhà điều hành coi tới đâu rồi nha các bạn. Ở đây không mới vừa được thảm nhựa để cách đây dắt qua nay rồi. Thảm nhựa cái đoạn đường dẫn nè. Đoạn đường dẫn này mình thấy là hai bên hộ lan họ đã lắp xong hết trơn nè. Giờ họ triển khai thảm nhựa. Bên dưới họ đang làm đường gom cho người dân khu vực. Đây mình đã tới được cái khu vực của cái trạm thu phí như chỗ mà nhánh đổ ra quốc lộ A của nút giao Cai Lậy nè. Và bên trong đó là nhà điều hành của ngay tại cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận, ngay tại nút giao Cai Lậy. Chiếc xe hỏi bụi quá bụi. Đoạn này thì cái mình sửa chuẩn bị ra ngoài quốc lộ 1A rồi. Đây họ cũng cấm. Đây thì mình thấy họ cũng đã cắm những cái ống sắt, những cái cột sắt xuống rồi nè, nhưng mà chưa có lắp hộ lan lên. Thì cái chỗ khu vực của nút giao Cai Lậy nè, mình ra ngoài quốc lộ 1A thì
ngay chỗ vị trí quốc lộ A đó thì mình sẽ là một ngã tư, mình sẽ tiếp nối với cái tuyến tránh thị xã Cai Lậy luôn nha các bạn, và giao cắt với quốc lộ A. Đây các bạn thấy trên bảng hướng dẫn nè, đó đi thẳng qua bên kia là tuyến tránh thị xã Cai Lậy, còn quẹo phải để mình lên Mỹ Thuận, Cần Thơ, còn quẹo trái trên quốc lộ A thì để mình xuống Trung Lương. Nên nghĩ họ đang thi công làm cống, lắp những cái cống hai bên đường. Đó, giờ mình đã ra được quốc lộ 1A nha các bạn. Hướng bên bạn kia đó chính là tuyến tránh thị xã Cai Lậy, còn phía trước đó các phương tiện đang di chuyển đó chính là quốc lộ 1A. Giờ mình sẽ vòng một vòng vô cho các bạn xem rõ về cái khu vực của nút giao Cai Lậy này. Đây các phương tiện ở dưới Trung Lương này đổ lên nè, thì các phương tiện đó quẹo vào trong đây, quẹo vào trong đây để mà vào bên trong, để mà vào bên trong cái đường lộ đường dẫn này để vào nút giao Cai Lậy nha các bạn, để tiếp nối với cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận. Anh em công nhân thì họ đang thi công làm những cái khung xương cho cái lắp cái cống hai bên đường. Theo như các bạn thì vào lễ 30 tháng 4 sắp tới này thì liệu cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận có kẹp để thông xe, trong khi đó những hạng mục này thì mình thấy cũng còn nhiều cái công việc phải làm, thì theo như các bạn nghĩ coi thì có kẹp hay không. Phía trước thì các anh em công nhân thì họ đang thổi thổi bụi rửa mặt đường cho nó mặt đường cho nó sạch. Ở đây mình thấy mình quanh trở lại cái khu vực nè, đang thi công làm cái trạm thu phí nè của nút giao Cai Lậy nè, và bên trong là nhà điều hành của BT Trung Lương Mỹ Thuận. Nhà điều hành mình thấy là tương đối hoàn chỉnh rồi, cơ bản hoàn chỉnh rồi, chỉ còn lắp mái che của trạm thu phí Cai Lậy nữa. Đường dẫn này mình thấy là vẫn là hãm hai lớp đàng hoàng nha các bạn, đúng với quy định như trên bên trên tuyến chính luôn, tuyến chính thì cũng hãm hai lớp, đây mình thấy cũng hãm hai lớp. Thì anh cô bé anh đang chỉnh trang phần lề của cái phần đường dẫn này. Đây họ đang
làm cái đường gom cho người dân khu vực ở đoạn này. Đây thì họ mới hãm được một bên nè, còn bên đây thì chuẩn bị hãm đó. Đoạn này thì trên cầu thì họ đã lắp đèn trên cầu rồi. Thì hãm nhựa, anh nghĩ hãm nhựa cũng nhanh thôi, thì nếu mà tiến hành thì chỉ trong vòng là khoảng 3-4 ngày là xong cái công việc hãm nhựa. Thì mình đang tiến sắp tới cái khu vực của nút giao Cai Lậy các bạn. Đây như các bạn thấy, đây người ta có để biển bảng rất là rõ ràng nè. Đó, nếu bạn về Mỹ Thuận thì bạn lên cầu vượt. Còn các bạn mà muốn về thành phố Hồ Chí Minh trên cao tốc này thì các bạn quẹo phải. Thì như tới khu vực này thì các bạn sẽ thấy như thế này. Ngay tại các bạn từ ở ngoài quốc lộ 1A các bạn vào đường dẫn tại nút giao Cai Lậy này, thì của khu vực Tân Hội này, các bạn đến khu vực này nếu các bạn muốn về Trung Lương hoặc là các bạn muốn về thành phố Hồ Chí Minh thì các bạn rẽ phải. Còn các bạn muốn về Mỹ Thuận thì các bạn lên cầu vượt này đó, đánh một vòng cầu vượt này sẽ các bạn sẽ vào nhập vào làn vào tuyến chính để bạn đổ về Mỹ Thuận đó. Còn nhánh nhỏ bên đây là các phương tiện từ ở tên Mỹ Thuận đổ về để mà ra quốc lộ 1A tại khu vực này đó. Thì đây chính là một cái nút giao có hình mà lo kèn nè. Đây ngay cái mố cầu vượt, thì mố cầu vượt này họ chưa có thi công xong. Đó, thì mố cầu vượt này thì họ mới có đang trong quá trình mà thi công cấp phối đá dăm. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Đây chính là những chia sẻ của mình về cái nút giao Cai Lậy của khu vực Tân Hội và tiến độ mới nhất trên kênh của mình. Nhớ bấm like ủng hộ cho video mình và đăng ký kênh để nhận được thông báo khi ra video mới nhất. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nhé.